chào quý vị khán giả, mình là Vân, chuyên viên tư vấn bệnh viện thẩm mỹ MCAT. Hôm nay chúng ta đến với một chị khách hàng tái khám nâng ngực sau 3 tháng. Chào chị An ạ. Dạ. Chào. Chị, hôm nay là cái đợt tái khám sau 3 tháng nâng ngực. Thì chị cho em hỏi là cái vết thương của chị hiện tại là như thế nào rồi ạ? Hiện tại thì chị thấy đã lành và ổn định, không còn đau nữa. Dạ vâng. Trước đây khi mà mình quyết định phẫu thuật thẩm mỹ á, thì tình trạng ngực của mình như thế nào để chị có cái động lực mà đến với em để làm phẫu thuật thẩm mỹ? Chị thấy ngực của chị nhỏ với lại mô tuyến nó không có, nhưng mặc những bộ đồ mà để đẹp, để sexy, chị thấy nó không được nên chị thích rồi chị làm. Dạ vâng. Dạ, thì thật sự là bệnh viện thẩm mỹ cũng nhiều, không biết là nguyên nhân nào hoặc là cái duyên cớ nào mà chị biết đến bên em chị ha? Chị có bạn bè làm nhiều đó, rồi cho địa chỉ, rồi giới thiệu, nói em cát làm ngực rất là đẹp, rất là mát tay, nên dạ, chị quyết tâm làm. Dạ, thì sau khi làm xong á, là ngoài chị nè, rồi những người thân trong gia đình mình á, thì chị thấy là mình có cái thay đổi gì không mà người ngoài á, người ta nhìn vào, người ta đánh giá mình như thế nào chị ha? Thì khen chị là có bộ ngực đẹp, mặc đồ thì nó tự tin hơn trước kia. Thì mẹ vậy. Dạ, vậy là cái thật nhận được những lời khen đó thì mình sẽ cảm thấy vui, hạnh phúc hơn, đúng không chị? Còn ông xã chị thì sao chị? Thì có trước khi làm có ngăn cấm gì không? Rồi có. Sau khi làm thì như thế nào ạ? Thì trước khi làm thì chị tự đi thôi. Nhưng mà khi về đẹp thì thấy chồng thích với lại cưng chiều hơn. Dạ, thiệt thật là tuyệt vời luôn. Dạ, thì hôm nay là cái buổi tái khám 3 tháng. 3 tháng nữa là tròn 6 tháng. Thì em cũng mời chị An ghé lại bệnh viện để bác sĩ thăm khám cho mình thêm nữa nha. Cảm ơn chị đã đến với lại cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, thêm động lực cho quý vị khán giả của em. Thì trước khi kết thúc á, thì chị cho em xin một cái lời động viên tới những cái bạn nào cũng muốn đi làm ngực giống như chị á, mà chưa có quyết định á, thì chị có thể cho mấy bạn thêm lời khuyên không? Mấy chị em phụ nữ nếu như muốn làm đẹp á, thì tranh thủ đi làm đẹp sớm thì sẽ đẹp sớm, tự tin, hạnh phúc, vui vẻ. Dạ, em cảm ơn chị An nha. Hẹn gặp chị lại chị trong 3 tháng nữa. Dạ. Cảm ơn quý vị khán giả đã đến với cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Nếu mà quý vị muốn tư vấn hoặc là có những cái thắc mắc gì thêm thì hãy liên hệ với Vân qua số điện thoại 0909 129 698. Xin chào và hẹn gặp lại.